Vũ trụ mà chúng ta đang sống, rộng lớn đến mức trí tưởng tượng cũng khó lòng bao quát. Với đường kính khoảng 93 tỷ năm ánh sáng, vũ trụ chúng ta quan sát được chứa hơn 2.000 tỷ thiên hà. Mỗi thiên hà lại bao gồm hàng tỷ ngôi sao. Nhưng không chỉ kích thước khổng lồ làm chúng ta kinh ngạc, cấu trúc của nó cũng là một điều bí ẩn đáng suy ngẫm. Khi quan sát mạng lưới vũ trụ, nơi các thiên hà và vật chất tối liên kết thành một hệ thống chằng chịt, chúng ta không thể không liên tưởng đến một thứ quen thuộc hơn, bộ não con người. Bên trong bộ não của chúng ta là một mê cung phức tạp với khoảng 86 tỷ tế bào thần kinh. Mỗi tế bào kết nối với hàng nghìn tế bào khác, tạo thành một mạng lưới đáng kinh ngạc về độ phức tạp. Sự tương đồng giữa hai hệ thống này không chỉ là một phép ẩn dụ, mà còn là một chủ đề nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Các nhà vật lý và nhà thần kinh học đã tiến hành phân tích định lượng, phát hiện ra rằng cả mạng lưới vũ trụ và mạng lưới thần kinh đều tuân theo những quy luật toán học tương tự. Điều đó có nghĩa là gì? Liệu có khả năng vũ trụ, với quy mô không thể tưởng tượng, lại phản chiếu chính cấu trúc vĩ mô của bộ não chúng ta? Có phải trong mọi chúng ta tồn tại một phần của sự vận hành vũ trụ? Liệu các quy luật chi phối những vì sao có ảnh hưởng đến sự phức tạp của các neuron thần kinh? Những câu hỏi này không còn chỉ thuộc về triết học mà đã trở thành một đề tài nghiên cứu nghiêm túc. Nếu có một thiết kế vĩ đại ẩn sau mọi thứ, liệu chúng ta có thể hiểu nó bằng chính tư duy của mình? Tôi là Kitten và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn vào bí ẩn này để khám phá xem liệu chúng ta có thực sự là một phần phản chiếu của vũ trụ hay không. Ngay từ buổi bình minh của nhận thức, con người đã bị cuốn hút bởi những mô hình ẩn giấu trong tự nhiên. Khi nhìn lên bầu trời đêm, tổ tiên chúng ta không chỉ thấy những đốm sáng vô định, mà còn kết nối chúng thành những chòm sao, từ đó tìm ra quy luật vận động của bầu trời. Chúng ta quan sát chu kỳ của mặt trăng, sự thay đổi của mùa, tính đối xứng trong hoa lá và thậm chí là những quy luật tinh vi ẩn trong cấu trúc của sự sống. Khả năng nhận diện và giải mã các mô hình không chỉ giúp chúng ta hiểu thế giới, mà còn là nền tảng của trí thông minh. Khi nền văn minh phát triển, chúng ta dần nhận ra rằng những mô hình này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là hệ quả của các quy luật cơ bản. Người Hy Lạp cổ đại khám phá ra tỷ lệ vàng, một nguyên lý toán học xuất hiện trong nghệ thuật, kiến trúc và cả cấu trúc cơ thể con người. Fibonacci tìm thấy quy luật số học chi phối sự phát triển của thực vật, trong khi các nhà thiên văn nhận ra các thiên hà xoắn ốc cũng tuân theo những quy luật tương tự. Nhưng sự kỳ diệu của các mô hình tự nhiên không chỉ giới hạn ở hình dạng và sở học. Chúng mở rộng ra cả không gian và thời gian, tái hiện ở nhiều cấp độ khác nhau trong tự nhiên. Sự phân nhánh của cây cối, mạng lưới sông ngòi, vòng xoáy của bão hay thậm chí là cấu trúc của tia sét đều thể hiện tính chất fractal, một dạng hình học trong đó cấu trúc tự lập lại ở các cấp độ khác nhau. Những mô hình này không phải là ngẫu nhiên, mà phản ánh các quy luật nền tảng chi phối sự phát triển và tổ chức của tự nhiên. Khi khoa học tiến bộ, việc tìm kiếm các mô hình đã dẫn đến những khám phá mang tính cách mạng. Cấu trúc xoắn kép của DNA, mã nguồn của sự sống, ẩn chứa trật tự của các cấp base niter sắp xếp theo những quy luật di truyền. Trong thế giới vĩ mô, vật lý lượng tử tiết lộ rằng, ngay cả các hạt hạ nguyên tử cũng tuân theo những mô hình xác suất kỳ lạ, nhưng có thể dự đoán được. Và trong lý thuyết hỗn loạn, chỉ một thay đổi nhỏ, như hiệu ứng cánh bướm, cũng có thể dẫn đến những biến động khổng lồ, phản ánh sự tinh vi của vũ trụ. Từ những khu rừng rậm rạp trên trái đất đến mạng lưới vũ trụ khổng lồ, tự nhiên dường như đang kể một câu chuyện chung, một câu chuyện của trật tự ẩn giấu trong sự hỗn loạn, của những quy luật vô hình chi phối cả vĩ mô lẫn vĩ mô. Nếu vũ trụ thực sự được điều khiển bởi những mô hình này, thì câu hỏi đặt ra là chúng ta có đang chỉ là người quan sát, hay chính bản thân chúng ta cũng là một phần trong thiết kế vĩ đại ấy? Những khám phá này không chỉ mở rộng hiểu biết của chúng ta về vũ trụ, mà còn có tiềm năng định hình nhiều lĩnh vực khác như công nghệ, y học và triết học. Nhưng điều gì thúc đẩy con người không ngừng tìm kiếm các mô hình tổ chức trong tự nhiên? Liệu khả năng nhận diện mẫu hình của chúng ta đơn thuần chỉ là một công cụ tiến hóa giúp sinh tồn, hay nó phản ánh một sự liên kết sâu sắc hơn với chính cấu trúc của vũ trụ? Một trong những nghiên cứu tiêu biểu trong lĩnh vực này được dẫn đầu bởi Franco Vasa, một nhà vật lý thiên văn, và Alberto Feletti, một chuyên gia thần kinh học. Công trình của họ tập trung vào việc tìm hiểu các điểm tương đồng về cấu trúc giữa mạng lưới vũ trụ và mạng lưới thần kinh của não người, sử dụng phương pháp mô hình toán học và phân tích dữ liệu quy mô lớn. Vũ trụ ở quy mô lớn nhất được tổ chức thành mạng lưới vũ trụ, Cosmic Web, nơi các thiên hà, cụm thiên hà và siêu cụm thiên hà được kết nối với nhau bởi những sợi vật chất tới, Dark Matter Filaments, trải dài trong không gian. Các sợi này không chỉ là cầu nối giữa các thiên hà, mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự tiến hóa của vũ trụ, định hình cách các thiên hà hình thành và phát triển dưới ảnh hưởng của lực hấp dẫn. Tương tự, trong bộ não con người, các tế bào thần kinh, neurons, hình thành một mạng lưới phức tạp, nơi thông tin được truyền qua các kết nối synapse,
theo những mô hình tối ưu hóa để tăng cường khả năng xử lý và lưu trữ thông tin. Bộ não không phải là một cấu trúc cố định mà liên tục tái tổ chức thông qua các cơ chế như tạo ra kết nối mới, synaptogenesis, và cắt tỉa synapse để duy trì hiệu suất hoạt động. Khi phân tích bằng các mô hình toán học, Franco Vazza và Alberto Feletti đã phát hiện rằng cả mạng lưới vũ trụ và mạng lưới thần kinh đều tuân theo một phân phối không tỷ lệ, scale-free distribution. Trong mô hình này, một số ít nút có rất nhiều kết nối, đóng vai trò như những trung tâm quan trọng, trong khi phần lớn các nút còn lại chỉ có một số ít liên kết. Đây là đặc điểm đặc trưng của các hệ thống mạng phức hợp, complex networks, không chỉ xuất hiện trong thiên văn học và sinh học thần kinh, mà còn trong mạng Internet, mạng xã hội, và thậm chí là mô hình truyền thông trong các tổ chức kinh tế và sinh thái học. Điểm quan trọng hơn là sự tương đồng này không chỉ mang tính trực quan mà còn có thể được định lượng. Khi so sánh các thông số vật lý như mật độ vật chất, số lượng nút trung bình trên mỗi kết nối và mức độ truyền tải thông tin, họ phát hiện ra rằng sự khác biệt giữa hai hệ thống này là rất nhỏ, mặc dù kích thước của chúng chênh lệch nhau đến 27 bậc độ lớn. Điều này đặt ra một câu hỏi mang tính triết học và vật lý. Liệu có một nguyên lý tổ chức phổ quát nào đó đang chi phối cả vũ trụ và bộ não con người? Những phát hiện của Vazza và Feletti nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng khoa học, mở ra nhiều hướng nghiên cứu tiềm năng. Một số nhà vật lý thiên văn tin rằng việc hiểu rõ hơn về mạng lưới vũ trụ có thể giúp khám phá những bí ẩn như năng lượng tối hay bản chất của lực hấp dẫn. Trong khi đó, các nhà khoa học thần kinh kỳ vọng rằng những mô hình này có thể cung cấp thông tin quý giá về cách thức hoạt động của não bộ, thậm chí là giúp cải tiến các mạng neuron nhân tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, AI. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng gây ra những tranh luận vượt ra ngoài phạm vi khoa học. Một số người xem đây là bằng chứng cho giả thuyết thiết kế vũ trụ, Intelligent Design, hoặc các quan điểm triết học thời đại mới, cho rằng có một ý nghĩa sâu xa nào đó đằng sau sự tương đồng này. Tuy nhiên, Vazza và Feletti khẳng định rằng công trình của họ hoàn toàn dựa trên dữ liệu và phương pháp khoa học, không mang tính suy đoán hay thiên về bất kỳ hệ tư tưởng nào. Nhìn về tương lai, các nhà nghiên cứu hy vọng có thể sử dụng những công cụ phân tích tinh vi hơn để kiểm tra sâu hơn mối liên hệ giữa hai hệ thống này. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng mô phỏng siêu máy tính để mô hình hóa sự phát triển của mạng lưới vũ trụ hoặc áp dụng các kỹ thuật học sâu, deep learning, để phát hiện những đặc điểm ẩn giấu trong cấu trúc não bộ. Nếu có một nguyên lý nền tảng nào đó thực sự tồn tại, nó không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vũ trụ, mà còn có thể thay đổi cách nhìn của nhân loại về trí tuệ và nhận thức của chính mình. Khi đào sâu vào những bí ẩn của vũ trụ và tâm trí con người, chúng ta càng tiến gần hơn đến những câu hỏi mang tính triết học. Liệu nhận thức của chúng ta có đơn thuần là một sản phẩm của quá trình tiến hóa, hay nó là một phần không thể tách rời của chính vũ trụ? Trong vũ trụ rộng lớn, thời gian và không gian trải dài vượt xa nhận thức con người, đặt ra những câu hỏi làm bối rối cả các nhà triết học lẫn các nhà khoa học. Một trong những nghịch lý gây tranh cãi nhất là nghịch lý não bộ Boltzmann, đặt theo tên nhà vật lý học Ludwig Boltzmann, người tiên phong trong lĩnh vực cơ học thống kê vào thế kỷ 19. Boltzmann đã phát triển lý thuyết về cơ học thống kê để giải thích cách các hệ vật lý tiến hóa theo thời gian thông qua sự biến động nhiệt động lực học ngẫu nhiên. Trong bối cảnh này, ông đã đề xuất rằng nếu vũ trụ tồn tại trong thời gian vô hạn, thì dù trạng thái hỗn loạn có chiếm ưu thế, vẫn có khả năng xuất hiện những cấu trúc có trật tự thông qua dao động ngẫu nhiên. Một hệ quả kỳ lạ của ý tưởng này là sự hình thành ngẫu nhiên của một bộ não có ý thức mà không cần có một cơ thể hay một môi trường sống thực tế, một hiện tượng mà ngày nay được gọi là não bộ Boltzmann. Theo nguyên lý xác suất, nếu vũ trụ tồn tại đủ lâu, thì những dao động nhiệt động lực học có thể vô tình tạo ra một cấu trúc đủ phức tạp để sở hữu ý thức và ký ức, nhưng lại không có bất kỳ cơ sở vật lý hay lịch sử tiến hóa nào để hỗ trợ sự tồn tại của nó. Điều này dẫn đến một nghịch lý đáng kinh ngạc. Nếu một bộ não như vậy có xác suất tồn tại cao hơn so với một vũ trụ hoàn chỉnh được hình thành từ một quá trình tiến hóa có trật tự, thì điều đó có ý nghĩa gì về thực tại mà chúng ta đang trải nghiệm? Liệu thế giới xung quanh chúng ta có thực sự tồn tại, hay chỉ là sản phẩm của một nhận thức ngẫu nhiên xuất hiện trong vũ trụ? Nghịch lý não bộ Boltzmann không chỉ là một vấn đề về nhiệt động lực học và xác suất, mà còn mở ra một câu hỏi sâu sắc hơn. Liệu bản thân vũ trụ có thể có ý thức không? Khái niệm về một vũ trụ có ý thức không phải là mới. Trong lịch sử triết học, nhiều trường phái tư tưởng đã đề cập đến khả năng này. Thuyết vạn vật hữu linh, panpsychism, là một quan điểm cho rằng ý thức là một đặc tính cơ bản của mọi thực thể trong tự nhiên, ngay cả những hạt vật chất nhỏ nhặt. Một số truyền thống triết học phương Đông, cũng như các tư tưởng của một số nhà triết học phương Tây như Spinoza, đã đề xuất rằng ý thức có thể là một phần không thể tách rời của thực tại. Trong khoa học hiện đại,
Ý tưởng về một vũ trụ có ý thức thường được liên kết với cơ học lượng tử. Một số nhà nghiên cứu đã đề xuất rằng ý thức có thể đóng vai trò trong sự sụp đổ của hàm sóng, tức là trạng thái của một hệ lượng tử chỉ trở nên xác định khi có sự quan sát từ một thực thể có ý thức. Mặc dù đây vẫn là một chủ đề gây tranh cãi, nhưng nó đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa ý thức và bản chất của thực tại vật lý. Ngoài ra, một số lý thuyết khoa học về ý thức như lý thuyết thông tin tích hợp Integrated Information Theory, IIT, gợi ý rằng ý thức có thể xuất hiện trong các hệ thống có mức độ kết nối và tích hợp thông tin cao. Theo quan điểm này, nếu vũ trụ có một mạng lưới thông tin cực kỳ phức tạp, với sự tương tác giữa các thiên hà, hạt cơ bản và các trường lượng tử, thì không thể loại trừ khả năng rằng vũ trụ có thể sở hữu một dạng ý thức nào đó, dù khác biệt với nhận thức của con người. Quan niệm về một vũ trụ có ý thức vẫn là một vấn đề gây tranh luận giữa giới khoa học và triết học. Dù nó gợi mở những câu hỏi hấp dẫn về bản chất của nhận thức và thực tại, nhưng vẫn chưa có bằng chứng thực nghiệm nào xác thực ý tưởng này. Để đưa khái niệm này ra khỏi phạm vi siêu hình học và triết học thuần túy, các nhà khoa học sẽ cần một phương pháp đo lường hoặc kiểm chứng cụ thể, điều mà cho đến nay vẫn chưa thực hiện được. Tuy nhiên, nghịch lý não bộ Boltzmann và câu hỏi về ý thức của vũ trụ tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận quan trọng về bản chất của ý thức, tính xác suất trong vũ trụ và cách chúng ta hiểu về thực tại mà mình đang sống. Liệu chúng ta có phải là sản phẩm của một trật tự tiến hóa tự nhiên hay đơn giản chỉ là một dao động bất thường của một vũ trụ vô tận? Câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp. Tiến sĩ Donald Hoffman, nhà khoa học nhận thức và triết gia nổi tiếng, đã dành nhiều năm nghiên cứu bản chất của ý thức và vai trò của nó trong thực tại. Lý thuyết của ông mang tính cách mạng, thách thức quan điểm truyền thống rằng ý thức chỉ là sản phẩm phụ của các quá trình tính toán trong não bộ. Hoffman đề xuất rằng ý thức không chỉ là kết quả của hoạt động thần kinh mà còn đóng vai trò nền tảng trong việc kiến tạo thực tại. Theo ông, những gì chúng ta tri giác không phản ánh thực tại khách quan, mà chỉ là một giao diện tiến hóa giúp sinh vật sinh tồn trong môi trường của mình. Lý thuyết này, được gọi là lý thuyết giao diện nhận thức, Interface Theory of Perception, cho rằng bộ não không nhằm mục tiêu mô tả chính xác thế giới vật lý, mà chỉ xây dựng một mô hình tối ưu hóa cho sự sống còn. Một trong những khía cạnh quan trọng của lý thuyết này là cách nó liên kết với cơ học lượng tử. Hoffman và các cộng sự đã nghiên cứu mối quan hệ giữa ý thức và hiện thực vật lý, cho rằng ý thức có thể đóng vai trò quyết định trong quá trình đo lường lượng tử. Điều này đồng nghĩa với việc ý thức không chỉ là sản phẩm của não bộ, mà còn có thể tác động đến sự xuất hiện của thực tại. Những nghiên cứu thực nghiệm nhằm kiểm chứng lý thuyết của Hoffman đang thu hút sự quan tâm lớn trong cộng đồng khoa học. Các phương pháp tiếp cận đa ngành, kết hợp giữa thần kinh học, vật lý lượng tử và khoa học nhận thức đang được sử dụng để đánh giá các khía cạnh của ý thức và thực tại. Tuy nhiên, lý thuyết này vẫn gây tranh cãi. Nhiều nhà khoa học chỉ trích việc sử dụng cơ học lượng tử để giải thích ý thức, cho rằng điều này có thể là một sự lạm dụng khái niệm mà chưa có bằng chứng đủ mạnh để hỗ trợ. Dù còn nhiều tranh luận, lý thuyết của Hoffman đã mở ra một góc nhìn mới về ý thức, kết nối khoa học và triết học theo cách chưa từng có. Quan điểm của ông về sự liên kết giữa vũ trụ và tâm trí không chỉ là một giả thuyết khoa học mà còn là một lời kêu gọi suy ngẫm về vị trí của chúng ta trong vũ trụ. Điều này đặt ra những câu hỏi sâu sắc về bản chất của thực tại, vai trò của nhận thức và khả năng rằng chính ý thức có thể là nền tảng của vũ trụ thay vì chỉ là một sản phẩm thứ cấp của vật lý. Nghiên cứu về ý thức và vũ trụ đã là một chủ đề trung tâm trong triết học suốt hàng thiên niên kỷ, từ những tranh luận của các nhà tư tưởng Hy Lạp cổ đại đến những phát hiện của khoa học hiện đại. Một số quan điểm xem vũ trụ như một cỗ máy khách quan, trong khi những quan điểm khác lại coi nó như một thực thể có tính chủ quan hơn. Sự kết nối giữa ý thức và thực tại đã làm sâu sắc thêm cuộc tranh luận này, khuyến khích chúng ta nhìn nhận bản thân như một phần của một hệ thống rộng lớn hơn, nơi mà ý thức có thể giữ vai trò quan trọng hơn nhiều so với những gì ta từng nghĩ. Dù còn nhiều điều cần khám phá, điều quan trọng là phải tiếp cận những giả thuyết này bằng tư duy phê phán và các phương pháp khoa học nghiêm túc. Việc giải thích sai lệch hoặc giật gân hóa các ý tưởng về ý thức và lượng tử có thể dẫn đến hiểu lầm và làm suy giảm giá trị khoa học của chúng. Hãy để sự tò mò của chúng ta dẫn đường, nhưng cũng phải đảm bảo rằng nó được hỗ trợ bởi bằng chứng thực nghiệm vững chắc. Hành trình khám phá vũ trụ hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Có lẽ, khi chúng ta nhìn lên bầu trời và chiêm ngưỡng mạng lưới thiên hà trải dài vô tận, chúng ta cũng đang nhìn vào một phần của chính mình, một vũ trụ thu nhỏ ngay trong bộ não. Và điều đó khiến hành trình khám phá vũ trụ không chỉ là hành trình tìm hiểu thế giới bên ngoài, mà còn là hành trình tìm kiếm vị trí của chúng ta trong bức tranh lớn của tự nhiên. Nếu bạn yêu thích những chủ đề khoa học hấp dẫn như thế này, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh Kitten Explorer để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn bạn đã đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.